rồi, không có được mê tín gì đâu. Trên đời này làm gì có ma. Cô nói lần thứ ba. Ai, buông. Hồ sơ trong sạch là tại vì chưa bị vạch trần. Ở ngoài đời đã không thật rồi, ở trên mạng làm sao tốt hơn được. Cố tình trồng qua qua không nở, vô tình kém liễu liễu đơm bông. Xin lỗi lầm nha. Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người yêu vĩnh viễn như tôi là như thế nào đâu. Trời đất ơi, Tiên ơi là Tiên. Tiên không hiểu vấn đề hả? Anh Tú nói rõ quá mà. Mỗi lần chỉ cần một ít thôi, nhưng mà nó tích tụ qua từng ngày, rồi sẽ tới một cái thời điểm khi mà lượng chất độc nó đã đủ rồi thì sẵn sàng giết được một người. Cô ấy đã lựa chọn cái khoảng thời gian rất là khôn khéo. Đợi khi mà anh Minh đi khám sức khỏe về xong, là cô ấy mua những cái loại phun côn trùng và phun khắp nhà. Cũng hên, anh Minh là một người thường xuyên tập thể dục và có sức khỏe rất tốt. Bởi vậy á, ảnh mới có thể thoát ra bàn tay của tử thần. Nhưng mà ảnh lại bị chán ngán và thường hay ngất xỉu. Tôi đang thắc mắc là tại sao cô lại sử dụng thủy ngân trong nhà của mình? Thì tôi sử dụng nó để diệt côn trùng thôi. Diệt côn trùng hay là mua thủy ngân về để giết chồng mình? Lý do giết chồng mình là để chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt luôn cái hợp đồng bảo hiểm của anh ấy đang đứng tên. Anh không có bằng chứng. Đây là bằng chứng. Đúng là công dân thì ai cũng có quyền được sử dụng. Nhưng mà kể từ bây giờ cô có được tự do hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm tử thi chồng mình. Người ta sẽ tìm thấy lượng thủy ngân trong cơ thể của ông Trần Văn Minh, nó sẽ phù hợp với cái lượng thủy ngân mất đi trong chai thủy ngân để trong phòng của cô. Cô cứ chờ đi. Ủa? Gì mà mùa hôm mùa kê không vậy? Có sao không? Tiên không sao. Ê, quay mắt ra, mở mắt ra nhầm cái. Trời ơi, Tiên ơi! Ghen không? Ôi, đừng có nói là nãy giờ không có ai ở đây rồi nằm ngủ nghe chưa? Ê, ngủ gật vậy là bậy nha. Biết rồi. Mà ngủ gật kiểu gì, thức dậy một cái là mồ hôi như tắm vậy. Bữa Tiên nằm mơ thấy ác mộng hả? Đúng là mơ á. Mơ? Nằm mơ thấy gì? Như cũ. Cọc quá. Thật sự rất cọc luôn á. Ai mà biết Tiên nằm mơ như cũ là như cái gì? Hay là nằm mơ thấy anh đẹp trai nào, idol Hàn Quốc nào, nằm mơ thấy đi nhà hàng khách sạn nào, sao tôi biết? Tiên mơ Tiên gặp chị Xuân á. Chị Xuân? À, có khi nào chị Xuân về chị Xuân báo mộng như Tiên không? Chứ từ bữa bà mất tới giờ cũng được một tuần nữa. Mà ngày nào Tiên cũng gặp bà hết trơn á. Khùng quá à. Thời buổi nhờ mơ mộng, ác mộng gì, báo mộng gì không có, không có, không có. Nhưng mà lỡ đúng như vậy thì sao? Thôi, bình tĩnh đi. Nhiều khi là tình chị em thân thiết quá rồi Tiên nằm mơ vậy thôi. Với lại, giấc mơ là phản ánh vào những gì Tiên nghĩ vào ban ngày. Tiên đừng có suy nghĩ nhiều quá, hiểu không? Chắc do chị mất đột ngột quá. Chị Xuân ơi! Ngủ gì mà cửa nẻo không khóa gì hết trơn á. Thôi dậy đi ăn sáng với em nè. Sao tự dưng nay ngủ đây vậy?
Chị Xuân. Tiên qua nhà Tiên rủ chị Xuân đi ăn sáng, mà Tiên gọi hoài à, chị không có mở cửa. Tiên thấy cửa không khóa nữa nên Tiên đi vào. Vào tới phòng á thì thấy cái cảnh chị Xuân đã chết trên sofa. Còn anh chồng chị không liên lạc được. Sau này Tiên có gặp anh Nghĩa, anh có nói với Tiên á là anh với chị Xuân cãi nhau xong rồi anh bỏ nhà đi. Nghi phạm nào cũng có lý do của mình hết. Những trường hợp như thế này, ngay từ lúc tiếp nhận thì người dễ nghi ngờ nhất sẽ là người chồng. Tại sao Tình lại nghĩ như vậy? Thì vợ giết chồng, chồng giết vợ vì mâu thuẫn tình cảm, trong lúc nóng giận đã vô tình sát hại, chưa tính là những mối quan hệ ngoài luồng khác nữa. Khả năng cao lắm. Chị Xuân mất, lỗi một phần do Tiên nữa. Cái gì liên quan tới Tiên ở đây? Thì Tiên biết chuyện anh Nghĩa ngoại tình, nhưng mà Tiên sợ mất lòng người này rồi làm tổn thương người khác nên là Tiên không có nói cho chị Xuân. Ủa? Anh Nghĩa? Sao đứng đây ta? Hay là đợi chị Xuân đi chơi? Anh Nghĩa lại đi đâu rồi hả chị? Ồ, anh mới ra ngoài á. Anh nói với chị là hôm nay có hẹn với đối tác gì đó. Đối tác? Cuối tuần mà hẹn với đối tác? Công việc của anh thì lúc nào cũng bận rộn vậy hết đó em. Dạo này anh Nghĩa có gì lạ thường không chị? Lạ không? Không. Lạ là lạ làm sao em? Thì em hỏi là công việc của anh có hay bận không á? Thì cũng thi thoảng thôi à. Nhưng mà bình thường là 8 giờ anh mới đi làm, khoảng chừng 7 giờ tối là về nhà với chị rồi. Ủa mà sao tự nhiên em hỏi vậy vậy? À, dạ đâu có gì đâu. Để chị nói cho em nghe nha. Anh Nghĩa là tốt lắm. Sáng á, anh đi chợ mua đồ ăn nè, nấu cơm xong á, trưa về ăn cơm trưa với chị, tối ăn cơm xong còn rửa chén nữa. Ủa chị, còn điện thoại á, điện thoại của anh có cài mật khẩu không chị? Điện thoại hả? Không, em nghĩ coi, anh nghĩ nhà chị thì có gì phải giấu chị đâu mà cài mật khẩu, hoàn toàn là không có mật khẩu luôn. Đúng là lão cáo già mà, đê tiện. Ủa em nói gì vậy? Em đâu nói gì đâu. Mà sao tự nhiên nay em lại hỏi chị toàn là mấy câu hỏi kỳ lạ không vậy? Hay là em sợ anh nghĩ nhà chị bỏ chị hay gì? Dạ. Nói gì á? Không có đâu. Gì chứ chị tin anh nghĩ nhà chị á là người đàn ông tốt, không phải là loại người vậy đâu. Chị ơi, tin làm sao thì tin, chứ cũng đừng có đặt hết vào lòng tin vào đàn ông nha. Không có được đó. Ủa mà bình thường á, em là người rất là tin vào tình yêu mà, sao tự nhiên nay lại khác quá vậy? Khác gì đâu ta. Thì bình thường em tin vào tình yêu, nhưng tình yêu của em
đâu phải có đàn ông không đâu. Hiểu không? Là sao? Thì em có thể tạo dựng tình yêu của em bằng cách là em yêu tiền, em yêu tài sản của em, chứ đâu có nhất thiết là lúc nào cũng phải có đàn ông mới có tình yêu. Nhưng mà nếu mà không có người đàn ông á thì cũng đâu có cùng nhau xây dựng nên tình yêu được đâu em. Mà chị nghĩ là chỉ có mình em nghĩ được vậy thôi á. Mai mốt nha, cô mà gặp được tình yêu của đời cô á, để xem cô còn nói vậy nữa không. Dạ đương nhiên là sau này em phải gặp được tình yêu của đời mình rồi. Nhưng mà đương nhiên là em sẽ không gặp được những người như ông Nghĩa rồi. Ủa, Tiên, em mới tới chơi hả? Dạ anh, em mới tới. Anh mới về hả? Người gì đâu mà linh quá. Dạ, anh có mua cây son em thích nè. Rồi, vậy hả? Thích quá à. Thôi anh mới về, lên nhà tắm rửa đi. Để em gọi tiếp đi ha. Vậy thôi, Tiên ngồi chơi với vợ anh nha. Anh lên nha, lấy em lên. Em thấy chưa? Vợ chồng chị tình cảm thấy ghê chưa? Dạ, tình cảm lắm chị. Chắc mua quà về để chuộc lỗi vì làm điều sai trái đây mà. Nếu như mà Tiên nói cho chị Xuân trước đi, để chị biết rồi tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tiên cứ nghĩ là mình sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn. Ai có mà ngờ đâu. Thôi, chuyện thì cũng đã lỡ xảy ra rồi. Bây giờ Tiên có ngồi ở đây khóc thì chị cũng đâu sống lại được. Tình xin lỗi nha, nãy giờ Tình dở hơi quá trớn. Bây giờ Tình hiểu lý do tại sao suốt thời gian qua Tiên lại bị ám ảnh về câu chuyện của chị Xuân rồi. Ý Tình là sao? Muốn chữa bệnh thì phải tìm được bệnh, mà muốn tìm được bệnh thì phải đi từ gốc rễ câu chuyện. Chi bằng bây giờ chúng ta đi lại từ đầu câu chuyện của chị Xuân, thì bắt đầu từ lúc chị Xuân mất. Người gì ở đâu mà gọi hoài không được á. Không được luôn á. Lúc ở hiện trường Tiên đã lấy điện thoại chị Xuân gọi rồi, gọi cả chục cuộc luôn nhưng mà không nghe máy. Vợ chồng cãi nhau, thấy số vợ gọi nhiều như vậy thì cũng phải biết xảy ra chuyện đi chứ. Người gì đâu mà vô tâm. Đúng là đàn ông mà, quá phủ. Ủa, gọi được cho anh chồng chưa? Chưa luôn. Tình hình bây giờ, anh thì có xem qua cái người ta đang khám nghiệm tử thi, nhìn thoáng qua thôi thì anh thấy là ở trên cổ á có một vài cái vết hằn tựa giống như là nạn nhân bị bóp cổ cho đến chết. Trời ơi, bóp cổ hả? Ai mà nỡ ra tay như vậy được? Cái này thì mình chưa có xác định được, bây giờ phải đợi phía bên cơ quan chức năng họ điều tra xong thì mới biết được là ai. Trong căn phòng có dấu hiệu bị xáo trộn, vậy thì nhiều khả năng trước đó hai vợ chồng đã xảy ra xô xát. Người chồng rất đáng tình nghi. Em nghĩ là không thể. Tại vì anh Nghĩa từ lúc cưới chị Xuân về tới giờ chưa bao giờ hạ thủ với chị Xuân một lần nào hết. Gì dùng cái từ hạ thủ ra thấy ghê quá vậy. Trời đất ơi. Nè, Tiên sâu chuỗi lại đi. Vợ mình á gọi cho mình cả chục cuộc như vậy, trong lúc tâm lý vợ đang hoảng loạn mà vẫn quyết định không nghe máy, thì người chồng thì thế nào, đúng không? Cái thứ hai, chị Xuân không thể tự bóp cổ mình mà chết được, chắc chắn là phải có bàn tay của một ai đó chen vào đây. Mà chưa hết rồi nha, anh còn phát hiện là có một cái vết màu đỏ đỏ giống như là rượu vang vậy đó. Anh nghĩ đó là máu vừa kịp khô. Kịp khô đỏ rượu vang. Không đúng, không đúng, không đúng. Nếu như là vết máu thì khi nó tiếp xúc với không khí nó sẽ chuyển sang màu nâu sẫm, không phải là vết máu đâu. Cũng có thể, nhưng mà bây giờ mình đợi phía bên cơ quan chức năng họ khám nghiệm tử thi xong có kết quả. À, anh còn
ngửi thấy cái mùi hoa anh đào. Đỏ rượu vang, mùi hoa anh đào. Thì có thể là son môi á. Nhưng mà nếu nói về son môi nha, thì chị Xuân không có xài son đỏ rượu vang. Và đặc biệt là chị Xuân không có một cái mùi nào hương hoa anh đào hết. Gu của chị Xuân á, là sẽ sử dụng những cái màu son hồng cánh sen, hồng... Vậy nè. Chính xác là như vậy. Anh có tìm trong nhà của chị Xuân thì không thấy là nạn nhân có cái cây son cái màu rượu vang giống như anh vừa nói. Giả sử nó là màu son môi nhưng nạn nhân lại không sử dụng màu son môi đó, vậy nó là của ai? Thì em có biết gì về chồng của Xuân không? Em anh đoán chắc là Nghĩa có nhân chứng và cái màu son này chính là của cô ta. Em không biết gì hết đó. Là do ông bám đuôi tao chứ tao không có ý định qua lại với ổng. Ông nói ngon nói ngọt nên tao mới siêu lòng thôi. Còn các cả mùi hương của cô gái khác nữa. Chắc là chị nghĩ nhiều quá rồi á. Nó đâu bạn bè của anh chọc anh thì sao? Nghi phạm lớn nhất chỉ có thể là anh thôi. Pháp luật sẽ lấy lại công bằng cho chị Xuân. Sẽ bắt anh phải trả giá. Anh xin lỗi. Vợ anh xin lỗi.